cha Đu, sao con chưa đi ngủ? Giờ cũng đã trễ rồi. Nhưng mà mẹ ơi, vừa rồi ba mẹ nói là sẽ dự định gửi con đi đâu đó. Con đúng là một đứa bé lúc nào cũng thích làm phiền ba mẹ mà. Không gửi con đi đâu hết đó. Con định xuống nhà đi vệ sinh có đúng không hả cha Đu? Mẹ đã kêu con đừng uống nhiều nước rồi. Có phải là chú đã nói với ba cho con đi qua Mỹ với chú có đúng không? Con nghe thấy hết rồi hả? Cha Đu à, ba mẹ vẫn chưa quyết định chuyện đó mà con gái. Ba mẹ chỉ mới nói chuyện sơ qua thôi à. Vậy bao giờ con mới được đi qua Mỹ? Ủa chị Cha Đu, có gì mà chị vui dữ vậy? À, rất là vui. Chị rất vui vì nhìn thấy hai đứa em yêu dấu của chị đang ăn ngon. Và cả chị đây hiện giờ cũng đang ăn rất là ngon nữa. Nè, cho em phần trứng của chị đó. Có phải chị lại quên cho muối vào trứng giống lần trước hay không? Hay à, em chị có trí nhớ tốt ghê. Chắc chắn là lớn lên em sẽ học giỏi lắm cho mà coi. Chị bị gì rồi đúng không? Mẹ ơi, chị Cha Đu bị cái gì rồi á? À mà ba ơi, chú ấy đang sống ở Los Angeles có đúng không hả ba? Đúng vậy á. Tuyệt quá đi, vậy là con sẽ được ăn món sườn ở đó thoải mái luôn. Ôi trời, anh thật sự muốn Cha Đu đi hay sao? Cái gì chứ, chị ấy sẽ đi đâu hả mẹ? Đúng là như vậy, chị sẽ qua Mỹ ở đó. Bởi vì chú của chúng ta không có con gái, vậy cho nên chú rất muốn dẫn chị đi theo qua bên Mỹ, sau đó nhận chị làm con nuôi luôn. Chị sẽ nhớ em lắm Mimi à. Chị cũng sẽ nhớ em nữa Baby. Mẹ ơi, thiệt như vậy hả? Không có đâu con, hãy tiếp tục ăn bữa sáng cho xong đi. Mẹ à! Đúng vậy, có thể Cha Đu sẽ qua Mỹ với chú. Minh à, em thấy chuyện tới đây là đủ rồi. Chị Cha Đu, chị chính đi Mỹ thiệt hả? Đúng vậy Mimi à, khi chị đi rồi em nhớ là phải ngoan đó. Wow, phòng này sẽ là của riêng đây. Hay là thật là đúng như mình đã mong đợi mà. Ba ơi ba, hả? Chắc có lẽ nhà của chú lớn lắm đúng không ba? Đương nhiên rồi, nghe nói là nhà của chú ấy lớn lắm. Trong nhà có piano nè, có tới 2 chiếc xe hơi luôn. Và có cả hồ bơi ở sân sau nữa. Nếu con cố gắng học hành chăm chỉ, con sẽ thi đậu vào trường đại học rất danh tiếng. Thật như vậy hả ba? Hả? Có cả hồ bơi nữa sao? Đây là gì vậy chứ? Đâu phải là hồ bơi thật sự đâu. Như vậy là được rồi. Sao chúng ta phải tốn nhiều tiền đi tới hồ bơi làm gì chứ? Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ khi còn lớn lên. Kỷ niệm đáng nhớ là cái gì chứ? Là gì mẹ kêu tuyệt quá thôi. Xin vĩnh biệt cái thao nhựa. Ba, sao ba không nói sớm cho con biết chứ? Vậy thì chắc chắn là con sẽ đi qua Mỹ rồi. Thôi con không nói chuyện với ba nữa đâu. Con lập tức đi sửa soạn đồ đạc đây. Sách vở đi học còn không lo nổi, ở đó mà sửa soạn đồ không đi đâu hết. Tại sao lại không chú? Một chữ tiếng Anh con còn không biết nữa. Con tính sống như người câm khi ở bên Mỹ hay sao? Con vẫn còn nhỏ nên sẽ quen nhanh thôi. Qua đó con sẽ không có bạn đâu. Rồi con sẽ sống một cuộc sống rất là cô độc. Tính của Cha Đu rất vui vẻ và cởi mở nên dễ kết bạn mới lắm. Cha Đu à, thím của con giống như dì ghẻ của Lọ Lem vậy đó. Mỗi ngày thím ấy sẽ bắt con phải giặt giũ quần áo. Em nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ. Vợ của em anh là người rất hiền lành mà. Đúng như vậy. Cô ấy hiền lành và rất tốt bụng nữa. Mấy người chẳng biết gì hết. Dù sao thì con tin cô ấy chắc chắn sẽ hiền lành hơn mẹ rất nhiều. Hả? Và cô ấy sẽ không keo kiệt giống như mẹ. Và cũng sẽ không đánh đòn con một cách vô lý. Cha Đu à, cô ấy cũng không la con hoài và không cóc lên đầu của con nữa. Nhiều lần con tự hỏi không biết mẹ có phải là dì ghẻ giống dì ghẻ của cô bé Lọ Lem hay không. Con đã nói xong chưa hả? Được rồi, bây giờ mẹ sẽ cho con thấy một dì ghẻ đối xử với con nuôi là như thế nào ha. Bà xã à, mau bình tĩnh lại. Cha Đu à, con không mau xin lỗi mẹ con. Con không thích. Hả? Vậy là mẹ thật sự không muốn cho con vui vẻ hay sao? Con nhất định sẽ qua ở với chú. Được rồi, cứ đi đi. Mẹ không cần một đứa giống như con đâu Cha Đu à. Bà xã hãy kiềm chế một chút đi. Sao em lại cư xử giống như trẻ con vậy chứ? Tại ông hết, tại ông mà con tôi bỏ đi. Tại ông hết đó. Đôn đôn à, cho mình ăn với.
nhân với một điều kiện, nếu bạn dám gọi cha đu là đầu bánh rán thì mình sẽ cho bạn ăn liền. Ồ, hình như là bạn ấy đang khóc, có phải không? Có chuyện gì không hay xảy ra với cha đu sao? Hả? Bạn sắp qua Mỹ sao? Cha đu mà đừng có khóc nữa, nếu bạn đi tụi mình cũng sẽ thấy buồn lắm á. Cha đu đừng đi mà. Cha đu à, nhớ những thương cho mình nha. Tạm biệt nha cha đu à. Khi nào hai đứa lớn lên chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau. Minh Chi à, mình hứa sẽ viết thư cho bạn và gửi món sườn Los Angeles cho bạn nữa. Mình sẽ nhớ bạn lắm. Ờ, gửi món sườn Los Angeles. Bạn nhớ bảo trọng nha. Tạm biệt. Cha đu à. Chị nghĩ là hai em cũng nên học tiếng Anh đi. Sau này lớn lên chị sẽ mời hai đứa đi qua Mỹ chơi. I am a girl. I am a girl. Ôi trời ơi, em nói tiếng Anh cũng giỏi ghê. Đây, con cầm cái túi này đi. Vật dụng và hình cá nhân ba đã bỏ vào đây hết đó, con đừng làm mất nha. Dạ. Bà xã à, sao em không cùng gia đình đi tiễn cha đu? Em không có đi đâu hết á. Hàng mẹ gửi từ quê lên, hôm nay sẽ tới nè. Em nhận sao cũng được mà. Thôi vậy cũng được. Ba ơi, chúng ta mau đi thôi. Như vậy đủ hiểu rồi, mẹ coi món hàng đó còn quan trọng hơn con nữa. Tạm biệt tất cả mọi người. Anh thật là không thể nào hiểu nổi. Cha đu à, đợi ba với. Album hình gia đình mình. Ây à, đây là lễ khai giảng đầu tiên của Mimi. Có lẽ mình nên chơi với Barbie nhiều hơn. Ơ, tấm hình này không có tấm hình nào mình chụp một mình hết. Ơ, mẹ đúng là keo kiệt. Sao mẹ không mua váy mới chứ? Bị rách rồi đây nè. Cha đu à, mẹ giá lại cho con thì nó sẽ nhìn như mới. Con chịu đâu, sao con cứ phải mặc đồ cũ hoài vậy? Còn mua cho Mimi thì mẹ mua toàn đồ mới. Trời đất ơi, giá như Mimi mặc lại được đồ cũ như con thì sẽ đỡ tốn tiền biết bao nhiêu. Nhưng mà thử hỏi, con có giữ lại được bộ quần áo nào lành lặn cho em của con đâu? Vì lúc đầu đồ của con cũng là đồ cũ rồi. Mẹ ơi, mẹ cũng không mua quần áo mới cho chính bản thân của mẹ. Mẹ ơi. Con phải làm gì đây hả mẹ? Từ hôm nay trở đi, thiếu cha đu thì làm sao mà con sống nổi đây? Ôi trời, lòng mẹ cũng tan nát đây. Ngay cả động vật cũng cảm thấy buồn khi phải rời xa con cái. Thật là tội nghiệp cho con quá. Ôi trời, giờ mẹ biết phải làm gì đây?
Dù sao thì cũng đã quá trễ rồi. Hả? Daniang à, Daniang à. Chadu à, Chadu à, trời Chadu. Chuyến bay tới Los Angeles đã cất cánh vào lúc 10:05. Chúng tôi thông báo lại, chuyến bay tới Los Angeles đã cất cánh vào lúc 10:05. Chadu à, trời Chadu. Mẹ ơi! Anh tưởng em ở nhà chờ hàng mẹ gửi tới chứ. Gỏi cá của bà làm ngon lắm mẹ ơi. Chà đù à, con mau dừng lại đừng có ăn nữa. Gỏi cá mẹ để dành để ăn cả năm đó, có biết hay không hả? À, nếu mẹ còn kêu kiệt nữa là con đi qua Mỹ thèm đó nha. Mau đứng lại cho mẹ. Ê, đứng lại cho tao. Con chó kia, mau trả về cho tao có nghe không hả? Tao nhất định sẽ bắt được mày. Mày tưởng leo lên cây là có thể trốn được tao sao hả? Tao có biệt danh là sóc bay đó, cho nên mày đừng hòng trốn thoát khỏi tao. Mau trả giày để tao còn về thành phố nữa, nghe rõ chưa? Cảm ơn chú. Đừng nhìn mình buồn bã như thế. Để chú coi coi con có bị thương ở đâu không. Dạ không, con không sao. Cảm ơn chú đã kịp thời cứu con. Vậy tốt quá. Là Bách Gu hả? Chú gì ơi, chú biết Bách Gu của nhà con sao? Bách Gu nhà con à? Nói vậy con chính là... Ôi trời, con bé làm gì người dơ quá trời. Hình như kỳ nghỉ nào con cũng về thăm ngoại con đúng không? Con là con gái của Nan Hiang ở ngôi nhà có cây hồng. Dạ. Con là con gái của Nan Hiang sao? Tôi cứ tưởng mấy đứa trẻ thành phố đều rất trắng trẻo dạng mặt phong cách chứ. Ôi trời ơi, con bé cũng tốt mà. Mấy đứa trẻ ở quê bây giờ chưa chắc năng động như nó rồi đâu. Nói vậy, người đàn ông đẹp trai đó chính là mối tình đầu của mẹ có đúng không? Chú ấy không phải là người đàn ông đẹp trai, mà là một chủ vườn trái cây rất đẹp trai. Vườn trái cây của chú ấy lớn lắm, có đúng không hả bà ngoại? Đúng rồi, chú ấy là một chủ vườn trái cây rất lớn. Trong khi bà của chúng ta lại không có cái gì hơn. Ước gì em cũng được gặp chú ấy. Mấy cái đứa này, cái đó mà gọi là đẹp trai gì chứ? Không thấy anh ta ốm như cây sậy hả? Tụi con còn nhỏ nên chưa biết tiêu chuẩn của đàn ông đẹp là gì đâu. Một người đàn ông đẹp á là phải có một chút mỡ bụng và cao hơn chiều cao trung bình. Như ba nè. Mở bụng của anh không chỉ có một chút đâu à nha. Điều quan trọng là tới bây giờ chú ấy vẫn còn độc thân và sống một mình nữa. Thiệt hả? Chú ấy vì mẹ con sao? Ôi trời, thiệt là lãng mạn quá đi. Nhưng sao hồi đó mẹ và chú ấy lại chia tay vậy? Các cô gái đừng có nói chuyện vô nghĩa nữa, mà lại đây ăn trái cây mau đi. Mình nghĩ là mình biết tại sao rồi, nhưng cũng không chắc. Bởi vì hồi làm bài kiểm tra, những câu trả lời mình cho là đúng thì đều là sai hết. Chà,
Jadu à, con đi lấy cái khăn tay đi con. Dạ, sao tự nhiên lại lấy khăn tay vậy bà? Bà sẽ kể chuyện tình yêu của ba mẹ mấy đứa. Đó là một câu chuyện rất thảm thương nên chắc chắn mấy đứa sẽ không thể kềm nước mắt được đâu. Sao mẹ lại nói nó là một câu chuyện thảm thương chứ? Nó kết thúc có hậu mà. Đó chỉ là suy nghĩ của con thôi. Trong lúc mẹ đang kể chuyện thì cấm đứa nào hó hé, nghe rõ chưa? Bây giờ nhìn mẹ mấy đứa như vậy là vì nó có ba đứa con và sống cuộc sống khó khăn. Nhưng khi còn trẻ, con bé là một cô gái xinh đẹp nhất thị trấn này đó. Mẹ ơi, làm gì có chuyện đó chứ? Con chính là bằng chứng sống đây nè. Kệ đi, xấu đẹp không quan trọng. Nói chung ba mẹ các con gặp nhau lần đầu tiên vào giữa mùa đông trong cơn bão tuyết. Đó là mùa hè mà mẹ, trời còn rất nóng nữa. Vậy sao, chắc là con nhớ đúng rồi. Để coi, bà nhớ hôm đó mẹ của mấy đứa có một cuộc hẹn ở hiệu sách trong thị trấn. So với các cô gái khác ở trong thị trấn lúc đó, mẹ các con là một người phụ nữ khá hiện đại, được nhiều chàng trai yêu thích và muốn cầu hôn. Nhưng trong lòng nó chỉ có duy nhất một người đàn ông mà thôi. Anh Minh ơi, cái chuyện này thôi chết, mình trễ giờ rồi. Tên của chàng trai đó là Trần Minh Hồ. Mặc dù cậu ta không có giàu có nhưng lại là một thanh niên vô cùng chăm chỉ. Mặc dù lúc đó cả hai đều đã có tình cảm với nhau, tuy nhiên... Nanyang, ở bên này nè. Xin lỗi nha, mình đến trễ. Wow, nhìn ngon quá đi. Cái anh kia, anh mới nói cái gì vậy hả? À, tôi chỉ nói là cái bánh này ngon quá thôi à. À, đừng có nói là người đẹp có hứng thú với tôi rồi đó nha. À, chào bạn Nên nha. Bực mình, cái tên bất lịch sự đó là ai vậy chứ? À, bạn đang nói anh Hồ Đôn đó hả? Anh ấy là bạn đi lính chung với anh mình, nghe nói ở lại thị trấn chơi vài ngày á. Bạn biết không, anh ấy là người thành phố đó. Người thành phố thì sao chứ? Bạn nhìn kiểu tóc quái gở của anh ta kìa. Ê nè nè, bạn không xem tivi hả? Tóc dài đang là xu hướng của người thành phố. Nhìn chả hợp với anh ta chút nào. Chào em, Gerson. Dạ, em chào anh Hodon. Cô gái cổ hủ này là ai vậy Gerson, bạn em hả? Dạ, cô ấy là Nanyang, bạn em á. Ồ, Nanyang hả? Nghĩa là mùi hương hoa lan phải không? Vì đây là lần gặp thứ hai nên tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Choi Ho-don, người từ thành phố. Tôi là Choi Ho-don, người thành phố. Anh nhấn mạnh từ thành phố để khoe khoang cái gì vậy hả? Còn nữa nha, tôi với anh gặp nhau hồi nào mà nói là lần gặp thứ hai chứ? Thì chúng ta mới gặp nhau lúc nãy mà. Phục vụ ơi, vui lòng mang sữa và bánh cho các cô gái xinh đẹp ở đây nha. Nhớ là phải chọn những cái bánh ngon nhất trong tiệm của cô nha. Anh Ho-don tuyệt vời. Các cô gái à, giờ chúng ta sẽ nói về tuổi trẻ ngọt ngào và lãng mạn có được không? Tôi nghĩ là không có cần thiết đâu. Mà tại sao một thanh niên thành phố như anh lại lãng phí thời gian quý báu của mình vào thị trấn nông thôn như thế này? Cô nói gì? Cô đang muốn tìm hiểu về tôi hả? Cái gì? Anh đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ nghĩ nó là thanh niên trai tráng. Cố gắng tìm hiểu về tôi, nó sẽ làm tim cô tan nát. Các em có biết một con quái vật sống ở sông Hàn không vậy? Làm gì đó chứ. Anh Hồ Đôn mà có tụi em ta. Tạm biệt Na Thiên. Tạm biệt hai bạn nha. Tạm biệt anh Hồ Đôn. Tạm biệt. Hai em đi đường cẩn thận nha. Các anh kia kỳ ghê. Tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Cô em lại hiểu lầm nữa rồi. Nhà của tôi cũng ở hướng này mà. Cho nên cứ mặc kệ tôi đi. Tức thiệt mà. Đã tới nhà của tôi rồi, làm ơn về nhà đi. Đồng ý đi chơi với tôi nha. Hả? Làm cái gì vậy? Nếu có ai đó nhìn thấy thì làm sao? Anh mau đi đi, ở trong thị trấn này ba tôi đáng sợ lắm. Ủa, bác trai có ở nhà hả? Ở đúng lúc tôi cũng đang muốn gặp bác ấy đây. Hay tranh thủ tối nay vô chào bác luôn cho tiện hả? À, bác trai ơi, à, bác trai ơi. À. Ê, anh đang làm trò gì vậy? Bà của tôi mà nghe thấy là chết đó. Sao trên đời này lại có người trơ trẽn như anh? Ê, cái này không phải là trơ trẽn mà là dũng cảm. Em chưa từng nghe người dũng cảm nhận được sự công bằng hả? Anh lại ăn nói lung tung cái gì nữa vậy? Có con rắn kìa. Mau đuổi nó đi đi. Em đừng có di chuyển nha, nó đang bò tới chỗ chúng ta đó. Anh nói nó đã đi chưa? Nhưng mà anh đã mua bó hoa này ở đâu vậy? Tôi có mua đâu. Không phải hai bên đường có rất nhiều hoa dại đó sao? Bó lại rồi cũng giống hoa ở tiệm đúng không?
ra là hái ở bên đường, nhưng trên giấy gói lại có ghi tên người bán hoa đây nè. Nayan à, tôi khuyên em lần sau nếu có nhìn thấy thì cũng làm như không biết đi. Nếu em cứ tinh ranh như vậy thì người ta sẽ không coi em là con gái nữa đâu. Tôi vốn là con gái mà, không xem là con gái thì coi là con gì. Nè, những gì anh đang nói là thiệt đó. Chỉ thêm một chút xíu để chuyện thêm hấp dẫn thôi. Cậu đứng như vậy là xa rồi đó. Có muốn mua thêm mấy viên đạn không? Không cần đâu ông chủ, tôi cần một viên là được rồi. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn bắn trúng hả? Thấy anh có giỏi không? Không thể nào tin được. Để anh đi lấy gấu cho em. Cảm ơn nha bạn Hiền, coi như tôi nợ anh một lần. Ê, có gì đâu, chúc may mắn nha. Thích quá đi à. Nan Hian à, chúng ta kết hôn nha. Dạ. Có thể em thấy anh vẫn chưa trưởng thành, nhưng anh có nhà ở thành phố và có tiền tiết kiệm nữa. Trên tất cả, anh biết anh có thể làm được những gì để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Chuyện này bất ngờ quá, em cần thời gian để suy nghĩ. Nó là con chó dễ thương nhất trong bầy luôn đó, em có thấy ưng không nè? Đáng yêu quá à. Vì lông của mày màu trắng nên tao gọi mày là Bé Cư nha. Anh thấy tên Bé Cư như thế nào? Ừ, nghe hay đó, Bé Cư. À mà Nan Hian nè. Dạ. Có chuyện này anh muốn hỏi, không biết em và anh có thể cùng nhau nuôi Bé Cư khôn lớn không? Dạ, cùng nhau là sao? Hả? Không có gì, ý anh là anh muốn em hãy chăm sóc cho Bé Cư thật tốt, chỉ có vậy thôi à. Không cần anh nói em cũng chăm sóc nó thật tốt mà, mình đi thôi Bé Cư. Không phải, anh, Nan Hian à. Nan Hian nè, mấy ngày nay anh thấy em hay đi chung với anh chàng người thành phố ha? Đó là gì? Đúng như anh thấy đó. Tối hôm qua anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn em rồi. Hả? Vậy thì tốt quá rồi, còn gì? Anh thực sự thấy tốt hay sao? Anh thấy người đó có thể mang lại cho em hạnh phúc, chứ không giống như anh, nghèo tới mức chẳng có gì cho em hết. Anh đúng là đồ ngốc mà. Đúng rồi, anh nói đúng lắm đó. Lúc đầu tôi còn thấy có lỗi với anh, nhưng anh đã nói như vậy rồi thì tôi không còn thấy gì lăng tăng nữa hết. Con thấy chú ấy thiệt là đáng thương. Sao con lại thấy thương anh ta chứ? Tất cả là do anh ta ngốc nghếch và không có đủ dũng khí mà thôi. Tuy anh ta ngốc nghếch nhưng anh ta không hề nói dối tôi giống như ai kia. Anh đã có tiền tiết kiệm và một ngôi nhà ở thành phố, anh nên thấy mừng vì tôi không kiện anh tội lừa đảo kết hôn đó, nghe chưa? Ồ, vậy là anh phải biết ơn em rồi. Nghe mẹ nói anh ta vẫn còn độc thân kìa. Ê, vậy tốt quá. Bây giờ em ghét anh rồi thì ly hôn đi, sau đó hai người hãy đến với nhau. Ôi trời ơi, anh nghĩ là tôi không dám mà. Sau khi ly hôn tôi sẽ yêu và kết hôn với ông chủ một vườn trái cây rộng lớn. Bà xã, đừng vậy mà. Sao em lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó? Anh giỡn thôi mà. Đúng ra bà không nên kể câu chuyện đó. Tuy bà mẹ mấy đứa đã trưởng thành nhưng mà vẫn y như là con nít vậy. Không sao đâu, tụi con biết mà. Bà xã ơi. Các con à, ba đã về rồi đây. Mày cái đứa này thiệt tình. Ba có mua chuối cho các con nữa nè. Chuối là số 1 của tiệm trái cây. Oh.
bức hình này sao mờ dữ vậy? Không thể biết đây là ai được. Nhìn ngon quá rồi. Đúng rồi, đó là kiểu tóc của cô bé trong hình. Chà, anh ta đã gửi một đứa trẻ đến đây mục đích là nhằm muốn tránh mặt cảnh sát. Ông chủ của mình thật tài giỏi. Nè, là nó đây. À, dạ, bộ chú, cho con miễn phí tiền hả chú? Hãy trở về an toàn nha, tôi đã hoàn thành một phần nhiệm vụ rồi. Có chuyện gì xảy ra với chú ấy vậy ta? Nhưng giờ sao thì ngày hôm nay mình thật là may mắn. Tuyệt vời. Ôi trời, hoan nghênh đến với tiệm của tôi. Có chuyện gì với gói hàng vậy? Tôi đã vào nói cho cô bé rồi ạ. Tôi không nghĩ là ông chủ sẽ gửi một đứa bé đến đây. Ông chủ thật đúng là thông minh. Cái gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hề gửi đến một đứa bé nào hết trơn hết trọi à. Cái gì? Rốt cuộc anh đã đưa gói hàng đó cho ai rồi hả? Tôi xin lỗi ông chủ, bức hình đó quá mờ, chính là đứa bé mới vừa đi đó. Hãy mau đi tìm nó ngay. Dạ. Trời ơi, chưa bao giờ mình thấy quả chứa bự như vậy á. Không thể nào tin được. Nè, Shadow dễ thương à, cho mình một phần có được không? Sao bạn lại đánh mình? Bởi vì đây là một quả chuối rất là đặc biệt, cho nên mình sẽ ăn hết nó một mình mà thôi. Đây cũng giống như là tìm một cây kim trong đống cỏ khô vậy. Làm sao có thể tìm được một đứa bé khi chúng ta không biết gì hết? Cậu đói bụng hả? Có cần đi tìm món gì để ăn hay không? Dạ, có thật là được vậy không? Lúc này mà còn nghĩ tới chuyện ăn uống sao? Nếu như hôm nay mà không tìm được đứa bé thì cậu sẽ biết tay của ta. Con khỉ à? Con đói bụng hả? Con nghe thấy chưa? Con đứng chờ làm gì nữa? Hãy mau đi tìm nhà hàng nhanh lên đi. Dạ thưa ông chủ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tìm không thấy quả chuối đó? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ai tìm thấy những viên kim cương ở bên trong? Hãy cầm cái miệng của người lại đi. Nếu có ai nghe được thì sao đây? Dạ thưa ông chủ, hãy nhìn kìa, đó là cái chuối khổng lồ đó. Ta cũng nhìn thấy rồi. Cảm ơn chủ quán, không cần thổi lại. Tình hình hiện giờ thiệt là nguy hiểm, và sức mạnh của anh hùng đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Nó thật là tuyệt vời. Anh ấy đã đánh bọn chúng giống như vậy nè. Shadow à, có lẽ chúng ta nên để nó lại giống như cũ đi. Để làm gì chứ, dù gì nó cũng bị bỏ đi rồi. Thôi được rồi, mau đi thôi. Trời đất ơi, sao một đứa bé gái lại mạnh như vậy chứ? Dạ thưa ông chủ, tôi không nghĩ là chuyện này sẽ dễ dàng với chúng ta đâu ông chủ ơi. Hẹn mai gặp lại. Chà Đôn ngoan nha, đã lâu rồi không gặp. Đây, chị để dành miếng xúc xích này cho em nè. Thôi được rồi, bây giờ chị phải về nhà rồi. Chào tạm biệt em nha. Nè, tụi bay nghĩ con đường này ổn không vậy? Ta cảm thấy ngõ hẻm này đầy sự nguy hiểm. Tuy có vẻ là vậy, nhưng nếu bây giờ đi đường vòng, chúng ta có thể sẽ mất dấu con bé đó. Đúng lắm, vì vậy chúng ta không còn sự lựa chọn. Được lắm, hãy đối phó với con chó đó đi.
con bé đó không gặp chút rắc rối nào với con chó hết. Vì vậy chúng ta cũng sẽ không sao đâu. Hãy im lặng và bước đi. Ta không bao giờ sợ bất kỳ con thú hoang dã nào hết. Tất cả hãy theo ta. Đó nè, đủ rồi đó. Mấy chú là ai vậy? Và từ nãy tới giờ sao cứ theo dõi con, vì mục đích gì chứ? Không phải, chắc con đã hiểu lầm rồi. Bọn chú chỉ đi ngang qua và nghĩ quả chuối trên tay con rất là đặc biệt. Thật sự ra bọn chú chưa từng nhìn thấy quả chuối nào lớn như vậy à. Đúng là như vậy, đây thật sự là một quả chuối rất đặc biệt. Con không nỡ ăn và sẽ gìn giữ nó mãi như vậy. Nhưng có điều, nếu như con không ăn nó sẽ bị hư đó nghe. Vì vậy nếu trước khi nó hư, con hãy bán lại cho chú đi. Chú sẽ cho con thiệt là nhiều tiền. Đây nè. Nhưng mà tại sao chú lại muốn mua quả chuối này chứ? Chuối có bán ở khắp mọi nơi kia mà. Đó là bởi vì quả chuối này có màu vàng rất đặc biệt và nhìn nó rất là ngon. Chú không thể ăn bất cứ thứ gì nếu nó không ngon. Thiệt đó. Thì ra là chú cũng rất thích ăn chuối giống hệt như con vậy. Tất nhiên là như vậy rồi. Chú không thể nào sống được nếu như không có chuối. Dạ con đã hiểu rồi. Nếu như vậy thì... Ý con muốn nói là sẽ đưa quả chuối cho tụi chú xong. Dạ đúng, nhưng mà con cần đổi lại một số thứ. Được, là những thứ gì vậy? Đó chính là một số thứ mà con cần làm ngay hôm nay. Tại sao mình phải trả hết những thứ đó chứ? Búa bao kéo búa. Vui quá đi, chơi vui quá đi. Con lại thắng mấy chú nữa rồi. Ngày hôm nay thật sự vui lắm. Bây giờ con phải về nhà ăn tối đây. Chào tạm biệt mấy chú nha. Chờ đã. Con nó sẽ đưa quả chuối nếu hôm nay bọn chú chơi với con mà. Đúng rồi, con đã nói như vậy. Nhưng mà quả chuối này thật sự rất là lớn, nên con nghĩ không chỉ một ngày là đủ đâu. Chính vì vậy, nếu các chú chơi với con thêm ngày mai nữa thì con sẽ suy nghĩ lại. Nè con bé kia, nghe đây, con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Nãy giờ ta đã đối xử rất tốt với con rồi. Người ngoài hành tinh kìa. Họ thiệt là ngốc ghê. Đuổi theo và bắt con bé lại. Làm cách nào mà một đứa bé lại chạy nhanh như vậy chứ? Nó đã chạy trốn ở đâu? Tức thiệt, nó lợi hại hơn là ta tưởng. Giờ ngươi sẽ biết tay ta. Nè con khỉ, hãy mau xông lên đi. Đến đó và lấy quả chuối về đây cho ta. Chết rồi, họ muốn cố bắt mình cho bằng được. Hãy đứng lại đi. Nếu như mấy chú cứ tiến tới, con nhất định sẽ ăn nó. Không được, đừng có ăn nó mà. Hãy đứng yên đó, không ai được phép cử động. Con khỉ, hãy hành động mau lên. Trời ơi, kim cương của chúng ta đã nằm ở trong bụng của con bé đó rồi. Kim cương sao? Hãy câm miệng lại đi, sao ngươi dám tiết lộ như vậy? Vậy thì ra là có kim cương được giấu ở trong quả chuối này sao? Giờ mình đã ăn nó và nuốt nó vào trong bụng rồi. Đúng là như vậy. Bên trong quả chuối đó có giấu một viên kim cương lớn nhất trên thế giới này. Nhưng bây giờ nó nằm trong bụng của ngươi rồi, cho nên ta bắt buộc phải bắt ngươi đi theo luôn. Nếu chú tiến lại gần thì con sẽ la lên đó. Các người đã bị mau gì? Mau giơ hai tay lên. Ôi trời, cha đua à, cháu không sao chứ? Cháu có bị thương gì hay không?
Mình đúng là đúng đắn khi gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Bọn chúng đó là lũ xấu xa. Dạ con vẫn ổn, không sao hết. Cô đừng lo lắng gì ạ. À, thiệt là hay lắm. Và bây giờ thì mình sẽ Cha Đu à. Ôi trời ơi, tất cả nhà phải chờ con bao lâu nữa đây? Chị ơi chị, bụng của em đau không chịu nổi. Chị xin mọi người hãy ráng chờ con một chút đi. Con đang cố gắng để cho ra một quả trứng vàng. Con bé Cha Đu nó đang nói cái gì vậy? À, thật là tốt quá đi, sắp được rồi. Được rồi, chơi Cha Đu, con ra đây mau lên đi. Mẹ ơi, ráng đợi con một chút đi, con sắp xong rồi. Tại sao mọi người lại cứ hối thúc trong khi mình làm việc này vì cả nhà chứ? Thiêu rồi, viên kim cương của mình. Ôi trời ơi! Giá cả cái gì cũng tăng, mình phải lên kế hoạch chi tiêu thôi. Đậu phụ nè, nấm nè, và một số loại rau khác nữa. À đúng rồi, các nếu mình chỉ mua theo danh sách này thì... Giảm giá 50% chỉ trong vòng 10 phút. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Mãi vô, mãi vô. Chỉ còn 10 phút ngắn nữa thôi. Đưa giá, đưa giá luôn. Nhanh chân lên nào, mãi vô, mãi vô. Vượt qua sự kén. Tới giờ ăn trưa rồi, chúc các em ăn ngon miệng. Chúc mẹ cảm ơn cô. Để coi hôm nay mẹ cho mình ăn cái gì đây. Hả? Gì chứ, sao lại là cái này? Hả? Chuyện gì vậy hả Cha Đu? Cá cơm xào ớt, cá cơm lăn bột, cá cơm sốt gà, toàn bộ đều là cá cơm. Làm sao bây giờ, bạn không thích ăn cá cơm mà Cha Đu à? Thì vậy mới nói, chuyện này cả bạn cũng biết mà sao mẹ của mình lại không biết chứ. Cha Đu à, tụi mình đổi bữa trưa đi, mình thích ăn cá cơm lắm. Cảm ơn bạn nha Minh Chi, bạn chu đáo thiệt đó. Nhưng mà mình quyết định là hôm nay sẽ đi một vòng thăm các bạn cùng lớp. Để coi coi, ai sẽ là người không may đây. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là người lữ khách đói khát, và tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu như ngài có thể cho tôi một ít sườn heo. Khoan 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 khoan, mình làm gì có sườn heo chứ. Ngài không lừa tôi được đâu. Nếu đã như vậy thì tức quá. Khoan đã, miếng sườn đó của Don Don mà, bạn hãy mau trả lại cho Don Don đi Cha Đu. Dùn sức à, là một lớp trưởng, mình không thể khoanh tay đứng nhìn bạn phá rối trật tự lớp học như vậy được đâu. Chị, nó chỉ là một miếng sườn heo thôi, trật tự gì ở đây chứ. Hả? Nè, sườn heo của bạn đây. Cảm ơn bạn nhiều nha, Dương Sắc. Ly Dương Sắc à, bạn thật sự muốn làm như vậy sao? Chơi Cha Đu, mau theo cô lên phòng giáo viên. Dạ. Hả? Chuyện
hôm nay em làm náo loạn như vậy là vì em không thích ăn cá cơm sao? Nhưng mà lấy đồ ăn của bạn học như vậy là xấu lắm. Và chỉ ăn những món mình thích như vậy là càng xấu hơn. Thôi mẹ con mới về. Mẹ ơi, sao nhìn mẹ có vẻ giận dữ quá vậy? Đưa hộp cơm trưa của con cho mẹ. Dạ. Con tưởng là chuyện gì chứ. Vì để cảm ơn sự tận tụy của mẹ, con đã ăn sạch sẽ luôn. Mẹ nhìn đây nè. Ồ, đúng là đã ăn hết rồi. Nếu vậy, sao con không ăn thêm cái này đi? Hãy ăn vì lòng biết ơn dành cho mẹ. Đây là cái gì nữa? Con không nhận ra sao? Chỗ này là cá cơm đó con. Những món tương tự trong hộp cơm trưa của con. Nhưng mà bây giờ con chưa thấy đói mẹ ơi. Ăn hết cho mẹ. Cái con bé này, tại sao con lại để cho cô giáo gọi điện phàn nàn về việc kén ăn của con? Mau nói cho mẹ nghe, con đã làm gì với mấy món cá cơm hồi trưa rồi hả? Đã quăng đi rồi có đúng vậy không? Con đã đổ đồ ăn với Minh Chi. Phần ăn còn vô con mới bỏ đi. Cái gì hả? Tại sao con lại làm như vậy? Chuyện ra đu, con mau nằm xuống đây cho mẹ không? Mẹ ơi, con không biết là ở trong Mi có rất nhiều trẻ em đang chết đói vì không có đồ ăn ăn hay sao? Trong khi con có đồ ăn thì lại quăng đi. Con xin lỗi mẹ, nhưng con thật sự rất ghét ăn cá cơm. Mẹ phải làm sao để trị cái bệnh kén ăn của con đây hả? Cả nhà ơi, đang tối nè. Chuyện gì vậy em? Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Lâu lâu là một bữa ăn ngon cho mọi người. Mấy cho con mau vào bàn ngồi ăn đi. Dạ luôn. Nhưng với một điều kiện, trước khi ăn bữa tối thịnh soạn này, mọi người phải ăn hết cho em cá cơm. Là cá cơm khô sao? Đúng vậy đó anh. Cá cơm khô tốt cho sức khỏe và còn ngon nữa. Nhưng vấn đề là ở đây có người không ăn. Shadu à, con thử ăn một lần đi. Bắt trước ba đi nè. Ngon quá. Nhưng mà con không thích ăn cá cơm. Con không ăn tối luôn. Ngon quá. Không ăn tối cũng tốt, có thể giảm cân được. Bà ơi, bà biết không, chị Chadu thích nhất là món sườn này đó. Ăn như đó đủ rồi. Để dành cho Chadu một ít nữa. Kén ăn là một thói quen vô cùng xấu, cho nên chúng ta phải sửa cho con bé mới được. Dạ, tất nhiên rồi. Tất nhiên phải sửa chứ. Không ăn cơm thì mình còn những món khác để ăn mà. Ăn ngon lắm luôn á. Cái này ngon hơn cá khô gấp mấy lần. Cô ơi cô, cho con thêm nước súp nữa đi. Chadu à, mặc kệ con bé đi. Mệt mỏi vì phải ăn đồ ăn vặt thay bữa tối rồi. Tiền cũng sắp hết luôn. Nhìn ngon quá. Mình có nên thử ăn một chút cá cơm khô không ta? Phải rồi, chỉ cần tưởng tượng đó là những miếng thịt khô là được mà. Không được. Cá cơm có mặt, có mắt, có mũi và có miệng nữa. Còn phần đuôi của nó thì đắng ơi là đắng luôn. Mẹ ơi. À.
được. Mình không thể dễ dàng đầu hàng như vậy được. Con không cần đâu. Con sẽ kiếm tiền để mua đồ ăn. Chán ghê. Mình còn quá nhỏ, không có chỗ nào chịu tuyển mình hết. Cố gắng lên cho cha đu. Mày đã chịu được lâu tới như vậy rồi, cho nên tuyệt đối không thể chịu thua được. Đúng là vậy. Thà nhịn đói còn hơn là đắng chết. Mẹ nữ vương ơi, con đầu hàng rồi. Mẹ hãy cho con thuốc ăn đi. Còn dám đấu với mẹ nữa hay không? Vậy là từ giờ con sẽ chịu ăn cắt cơm rồi đúng không? Con sẽ ăn mà. Con còn muốn ăn cơm và thịt xuồng kho của mẹ nữa kìa. Được được, mẹ sẽ nấu cho con. Nhưng mà từ bây giờ cho đến sáng mai, con phải ăn hết 100 con cá khô này cho mẹ có được không? Một trăm con hả? Cái gì? Con không muốn ăn hay sao? Dạ không phải, con sẽ ăn mà. Bạn sẽ ăn thiệt hả? Bạn sẽ ăn chúng tôi thiệt hả? Có chắc là sẽ ăn thiệt không đó? Con thật sự đã ăn hết 100 con cá cơm hả? Con đã ăn thiệt mà mẹ. Để ăn hết 100 con cá cơm khô thật sự rất là khó đó. Nếu mẹ không tin, có thể vào phòng con kiểm tra. Chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên cho mà coi. Được rồi, kiểm tra làm gì. Ít ra thì mẹ cũng phải tin tưởng con gái của mình chứ. Mau ra ăn sáng đi con. Mẹ nấu ngon quá. Mẹ có ai hả? Mấy đứa đi học vui nha. Ôi trời ơi, con nó ở sáng khoái chưa kìa. Là cá cơm. Trời cha đu, con dám gạt mẹ à? Mày hãy ăn thiệt là ngon nha. Yeah.